Và tổ chức xin thông báo gia đình và các cháu nhỏ đang ở sân vận động. Xin mời các cháu hãy trở về phía trong sân để đảm bảo cho khu vực các anh chị tập trung kiến thức. Và tổ chức xin mời bộ phận an ninh rồi để ổn định cho các cháu thi hôm buổi chiều nay. Xin mời các đồng chí hãy ổn định sân bãi để ổn định cho các cháu tập trung kiến thức. Tổ chức nhận bó hoa tươi thắm tặng cho các cháu xóm Hạnh là anh chị Minh Quỳnh, con cháu ông Lô có 100.000 tặng cho các cháu thôn Hạnh, 200.000 ạ. Để tặng cho các cháu chi đội La Văn Cầu thôn Khoát như sau. Một là cấp ủy ban quản lý thôn Khoát của bó hoa tươi thắm để tặng cho các cháu. Hai là câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Khoát của bó hoa tươi thắm tặng cho các cháu thiếu niên. Ông bà Mai Hưng đội 1 của bó hoa là 100.000 đồng. Anh chị Hoa Toàn đội 3 là 200.000 đồng. Gia đình Bảo Quyết đội 1 là 100.000 đồng. Anh chị Đông Đào đội 1 là 200.000 đồng. Anh Hướng đội 2 là 100.000 đồng. Anh chị Trung Ngân đội 2 là 100.000 đồng. Anh chị Chi Hoàn Đoan Bái là 100.000 đồng. Ông bà Hằng Hiền đội 1 là 100.000 đồng. Vậy thay mặt cho các cháu thiếu niên nhi đồng thôn Khoát xin chân thành cảm ơn các tập thể cũng như cá nhân đã có tấm lòng ủng hộ cho các cháu. Các con hết.
hai nhất thì tao bằng nhau thân với nhau được không đều giống môn anh nhắn tin bảo rồi nhiều cân nặng là cô đúng không báo cáo báo cáo anh tổng tranh chị em quá 43 bạn trên hàng ngũ có mặt đầy đủ báo cáo hết được em về cho chị đội chuẩn bị làm đế chào cậu và tổ chức này nhận được bó hoa tươi thắm để động viên cho các cháu chi đội La Văn Cầu thôn Khoát là 200.000 đồng của gia đình ông bà Sinh Phượng ở đội 2. Vậy thay mặt cho các cháu thiếu niên thì xin cảm ơn gia đình ông bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
là lúc đấy là lỗi của anh là thế này. Cái hình này, cơ thế này này. Thank you.
sau kết thúc phần thi gồm đơn vị lữ hành và ban tổ chức xin mời tất cả các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí bí thư của các đơn vị đã về tham dự buổi giao lưu thi gồm chiều nay trở về tại nhà văn hóa của xã Đồng Long để uống nước cũng như là rút kinh nghiệm. Vài lần nữa thông báo cho tất cả các đồng chí bí thư của các đơn vị. Nước hương hay là nước hương? Nước hương. Nước hương à? Tối mà sao? Tối mà.